Đây con có, gần đây sư có đăng trên YouTube một câu như sau: khi ta hiểu chánh pháp theo cách mà ta muốn hiểu, thay vì hiểu đúng với những gì mà chánh pháp trình bày, thì ta đã mở đường đến với những khổ đau. Con xin được hỏi vấn đề thế này: khi chúng ta vẫn còn vô minh, chưa thể giác ngộ hoàn toàn, thì làm sao chúng ta có thể hiểu chánh pháp đúng hoàn toàn so với những gì mà chánh pháp trình bày? Chúng ta chỉ có thể hiểu theo cách mà ta vẫn nghĩ, vẫn muốn hiểu, và tất nhiên vẫn còn ít nhiều sự sai biệt so với những gì chánh pháp muốn vốn là. Nếu một vị A-la-hán, làm sao vị ấy có thể biết chắc 100% rằng, nếu một vị chưa là A-la-hán, làm sao vị ấy có thể biết chắc chắn 100% rằng cách hiểu chánh pháp của mình đã được thực sự đúng với những gì pháp trình bày chưa? Hay là ở đó vẫn còn quan điểm, quan kiến giải cá nhân của họ mang vào? Nếu ta có một vị thầy với sự hiểu biết ít ỏi của mình khi chưa là A-la-hán, làm sao ta có thể dám chắc rằng liệu vị ấy có hiểu chánh pháp đúng với những gì mà pháp trình bày hay không? Hay vị ấy vẫn còn những kiến giải, tưởng giải của riêng vị ấy? Nên cho dù vị ấy có hiểu đúng hay hiểu chưa đúng, làm sao chúng ta biết được rằng ấy là đúng hay sai để mà chọn nghe theo, để mà chọn tin, để mà chọn thực hành theo? Kể cả khi ta không chọn vị thầy nào hết mà chọn tin vào Phật, vào kinh Nguyên Thủy, thì làm sao ta có thể chắc chắn những điều mà ta hiểu về những lời dạy của Phật, của kinh là đúng hoàn toàn với những gì mà pháp trình bày hay chưa? Rồi, với câu này sư mời sư Chánh Tâm. Khoan, chờ đi. Âm thanh ổn. Đó là kinh Vương Tử Du Úy. Ở đây á, khi mà Vương Tử Du Úy được ngoại đạo á, bài kế hỏi Đức Thế Tôn về câu hỏi bắt đầu là: phải chăng Đức Thế Tôn có từng đem cái sự đau khổ đến cho chúng sanh khác? Thiếu chưa, nếu như mà Đức Phật trả lời không á, thì tại sao là Devatatta đại đọa địa ngục? Còn nếu xin lỗi biệt, nếu mà Đức Phật trả lời không á, chưa từng đem sự đau khổ lên cho người khác, thế sao tại sao là Devatatta đại đọa địa ngục? Nếu có thì ngài không xứng đáng thành đồng Phật trên đẳng chánh giác. Thì khi ấy á, Đức Phật mới hỏi A Phá Giá đó, có phải chăng đây là một con mắc câu? Thì A Phá Giá mới trả lời là ngoài đạo Lý Gạch Thá đã thua, ngoài đạo ta đã thua rồi. Thì ở đây á, là cái câu hỏi trả lời sao cũng cũng chết hết, trả lời sao cũng chết hết. Tại vì đây là một câu hỏi mang cái tính chất móc câu. Ở đây á, trường hợp á, và bây giờ chúng tôi đưa ra cho quý vị cái cách A nào đó để quý vị gọi là giải quyết cái trường hợp này, thì áp dụng bốn những cái này vô nữa là cái công những cái cách của chúng tôi lại không có giá trị nữa. Ở đây mình nắm được câu này không ạ? À, đây là câu hỏi một cái xoay tròn không có cái lời giải đi ra. Tại vì với một cái phương pháp nào đó để giải quyết cái câu hỏi này, thì lại lấy câu hỏi này đưa ra, thì cái trả lời câu trả lời chúng tôi lại không có giá trị trong này nữa. Tại vì biết cái này có đúng hay không, cứ biết cái này có đúng hay không. Nhưng mà đó, mình quên rằng ở đây ngoài kinh điển còn có chú giải và phụ chú giải. Ở đây mình nói rất là nhiều là biết có hoàn toàn đúng hay không, rồi sự hiểu của chúng ta thì có đúng hay sai biệt so với những gì vốn chỉ của chánh pháp. Thì cái này á, thật ra đó, nếu mình nói vậy á, chẳng khác nào khỏi tu. Cái nào khỏi tu, tại vì mình không tin bất cứ cái gì hết. Đây, quý vị hiểu cái sự vun bồi của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, nó sẽ hướng chúng ta đi đến đúng theo
những gì chánh pháp đã chỉ dạy. Chứ chúng ta không có hiểu rằng là mình không hiểu đúng không, mình cứ hiểu đúng không hoài. Như cái câu hỏi này thì anh thưa mình sẽ không làm gì được hết, mình sẽ ở không, ở tu. Tại vì đâu có, chỉ có bây giờ bậc Đức Phật ngài mới biết mình hiểu đúng cái đó hay không thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta có kinh tạng, ngoài kinh tạng ra chúng ta có chú giải, phụ chú giải là những cái bậc thánh là đã biên soạn. Nếu chúng ta vẫn khăng khăng lấy cái câu hỏi này chúng ta áp dụng vô phụ chú giải nữa thì xin thưa hết biết đường trả lời. Tại vì đó là một câu hỏi xoay vòng, một câu hỏi không có đường ra, nó như cái miệng chén con kiến nó bò mà thôi. Bây giờ cái phương pháp đưa ra để giải quyết cái vấn đề, cái câu hỏi này, thì lấy câu hỏi này gắn vô một cái nữa thì cái phương pháp này trở nên vô dụng luôn. Cũng như là cái trường hợp 10 cái điều không không nên tin đó, cái gì gắn với câu này vô là 10 câu này cũng không tin luôn, thì hiểu như vậy nó sẽ không có đúng. Với cái trường hợp mà mình ở đây là cái người có cái tâm nghi ngờ quá lớn ấy. Mà cái câu hỏi này là một câu hỏi của cái người không có đặt cái niềm tin nơi chánh pháp. Tại khi mình, quý vị biết á, càng tu nó càng sáng, nếu mình tu đúng, càng tu nó càng sáng và trí tuệ nó phát sanh. Mình tin chắc rằng mình đi đúng rồi, mình học chánh pháp vi diệu nó rất là hay quý vị. Vì gì giáo pháp Đức Phật là đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Cho nên cái câu này nó rắc rối vô cùng. Quý vị phải học giáo lý từ từ. Nếu mình học như vậy á, từ từ mình sáng tỏ ra, chứ không phải là mình hiểu biết cái vốn liếng của mình về Phật pháp nó ít quá mà mình hỏi một câu hỏi này là một câu hỏi hai chiều, và một câu hỏi này là một câu hỏi không nên trả lời, giống như Đức Phật ngài sẽ không trả lời Áp Phá Giá mà ngài hỏi đây phải là câu hỏi móc câu hay không thì Áp Phá Giá phải câm nín mà thôi. À, không biết sư Từ Tường có ý kiến gì về câu hỏi này không? Không biết là để hai đứa Đức nghe rõ không ạ? À, nghe rõ. À, xin chào hai Đức Hà và quý vị. Câu hỏi này chắc là chuyên môn, chắc nhờ để Đức Chính Tâm với để Đức Hành Tuệ và đáp giúp. Thì thứ nhất là giống như sư Chánh Tâm nói đó, đây là một cái dạng câu hỏi móc câu, tức là anh trả lời kiểu gì cũng chết. Thì những cái câu hỏi như vậy vốn dĩ chúng ta, cái người hỏi vốn dĩ không nên hỏi, và cái người trả lời vốn dĩ cũng không cần trả lời. Tại vì bây giờ nếu như sư nói với quý vị là căn cứ vào kinh tạng và chú giải, quý vị sẽ nói là sư lấy cái gì đảm bảo là cái sư căn cứ là nó không có bám vào cái tư kiến của sư, đúng không? Sư chỉ nói sơ về cái gọi là cái điều kiện để nó sanh khởi lên cái câu này, tức là gọi là cái hoàn cảnh sáng tác. Khi mà quý vị học một cái bài văn nó có một cái hoàn cảnh sáng tác, thì cái hoàn cảnh sáng tác khi mà sư nói cái câu là khi ta hiểu chánh pháp theo cách mà ta muốn hiểu, thay vì hiểu đúng với những gì chánh pháp trình bày, thì ta đã mở đường đến với những khổ đau. Nó như thế này, khi mà sư dạy về cả tất cả các pháp bất thiện, bao gồm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó, thì người ta chỉ nhảy chăm chăm vào, thí dụ như cái giới sát sanh, người ta chỉ nhảy chăm chăm vào mỗi việc ăn chay. Người ta không cần biết tất cả mọi thứ các chi pháp sư trình bày, họ không cần nghe. Họ chỉ chăm chăm vào đúng mỗi một cái việc ăn chay thôi. Người ta nói ăn chay là ăn mặn, ăn chay là sát sanh, hết. Người ta không nghe bất kỳ một cái gì hết. Và sư nói bất kỳ một cái gì là đều, họ đều quy vào cái chuyện là sư đang biện minh cho cái chuyện đó. Tức là họ từ chối nghe. Thì đó là cách họ muốn hiểu. Rồi khi mà sư nói về cái giới tà dâm, thì sư phải phân tích rõ ràng toàn bộ các cái chi phần. Họ nhà và họ nói là ông sư mà ông rành tình dục quá ha. Rồi ông sư thì không nên nói về tình dục.
Mà cái đó là chuyện của cư sĩ, chuyện của người đời. Ông sư ông không nên nói, ông lo ông tu đi. Ông cái này là ông sư quốc doanh, ông sư cộng sản, ông sư này nọ kia. Quý vị hiểu vấn đề, tức là họ không cần biết, họ không cần nghe, mà họ chỉ muốn biết, họ chỉ muốn nghe cái họ muốn nghe thôi. Họ chỉ nghe thấy cái họ muốn nghe. Còn những cái mà ngoài ra đó, họ tự biến mình thành một cái người là điếc. Tự nhiên khúc đó họ không nghe, khúc sau họ cũng không nghe, họ chỉ nghe đúng một khúc đó, họ nhạp họ chửi thôi. Đó là cái sư nói đó. Cho nên á, khi mà quý vị hiểu cái hoàn cảnh sáng tác thì quý vị sẽ hiểu là tại sao sư nói là khi ta hiểu chánh pháp theo cách mà ta muốn hiểu, thay vì hiểu đúng với những gì mà pháp trình bày, thì ta mở đường đến với những khổ đau. Mà quý vị biết á, khi mà sư nói á, chúng sanh dục nó nặng á, họ dễ đành đạch lên. Trong khi đó sư trình bày tất cả các pháp bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, và luôn cả những cái gọi là tà mạn nè đó, rồi tà kiến, tất cả mọi thứ các pháp bất thiện sư đều đề cập tới. Họ chỉ nhảy đúng vào cái vấn đề tính dục, gọi là họ tập trung vào đó thôi. Toàn bộ những cái pháp thì họ không thấy luôn, họ không thấy luôn, họ chỉ chăm chăm vào đúng mọi vấn đề tính dục thôi. Và họ nói ông sư này ông rành cái vấn đề này đấy. Trong khi đó sư nói họ nó nặng dục, họ dễ dãy đành đạch lên, họ nói không đó, đó là cái vấn đề của chúng sanh ha. Rồi qua câu hỏi này.